gieo mầm yêu thương hạnh phúc đồng hành cùng con trẻ. Cô bé quàng khăn đỏ. Các bạn đang nghe truyện cổ tích song ngữ Việt Anh, một sản phẩm từ Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Các em nhỏ ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về một cô bé đáng yêu, nhí nhảnh và hay choàng một chiếc khăn màu đỏ thật xinh. Vì không vâng lời mẹ, cô bé đã đụng độ với tên sói xấu xa và khiến cả mình và bà ngoại gặp nguy hiểm. Nhưng đừng lo, vì cuối cùng tên sói gian ác cũng phải chịu thua thôi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện nhé. Ngày xưa, có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn ở giữa một khu rừng rậm rạp. Đó là nhà của một cô bé đáng yêu, tên là cô bé quàng khăn đỏ. Một ngày nọ, mẹ cô bé trao cho cô một giỏ thức ăn và dặn kỹ: bà ngoại đang bị ốm, con hãy mang giỏ thức ăn này đến cho bà, nhưng phải hết sức cẩn thận nghe không? Con phải nhớ không được rời khỏi con đường mòn và không được dừng lại giữa đường. Nếu không, con sẽ gặp nguy hiểm đó. Cô bé quàng khăn đỏ hôn chào tạm biệt mẹ và tung tăng lên đường. Cô bé nói: mẹ đừng lo, con sẽ đi một mạch đến nhà bà ngoại, không ngừng lại giữa đường đâu. Lòng đầy quyết tâm, cô bé lên đường đi xuyên qua khu rừng. Nhưng rồi cô nhanh chóng quên mất lời mẹ dặn. Đầu tiên, cô bé trông thấy một bụi dâu to bên vệ đường. Chà, mấy trái dâu tây trông mới ngon lành làm sao, đỏ mọng nữa. Cô bé quàng khăn đỏ đặt giỏ xuống bãi cỏ và cúi người lom khom trước bụi dâu. Trông chúng ngon lành và chín mọng quá, còn to nữa, ngon quá, tuyệt hảo, một trái nữa, trái cuối thôi nè, à, thêm trái này nữa, chà. Những trái dâu đỏ tươi lấp ló mời gọi sau tán lá, và cô bé quàng khăn đỏ chạy tới chạy lui hái dâu. Đột nhiên, cô bé nhớ đến lời mẹ dặn, nhớ đến lời hứa của mình, nhớ đến bà ngoại và giỏ thức ăn, liền ba chân bốn cẳng chạy về con đường mòn. Cô bé ngâm nga khe khẽ một mình và tiếp bước. Cánh rừng càng lúc càng trở nên rậm rạp. Một chú bướm vàng to, thơ thẩn lướt qua các hàng cây. Cô bé quàng khăn đỏ đuổi theo chú bướm. Ta sẽ bắt mi, cô bé phấn khích kêu lên. Đột nhiên, cô bé trông thấy một bụi cúc lớn giữa đám cỏ. Ô, trông mới xinh xắn làm sao, cô bé thốt lên và nhớ ngay tới bà của mình. Cô hái một bó cúc lớn để tặng bà. Trong lúc đó, một đôi mắt xảo quyệt đang dõi theo cô bé từ sau một thân cây. Tiếng cây lá lạo xạo bất thường khiến cô bé quàng khăn đỏ giật nảy mình. Bắt đầu thấy sợ, cô bé tự nhủ, phải tìm con đường mòn và chạy thật nhanh ra khỏi đây. Cuối cùng, cô bé cũng trở về con đường mòn, nhưng rồi sợ mất vía khi nghe một giọng nói gầm gừ cất lên. Cô bé xinh đẹp của ta ơi, cô đang đi đâu đấy? Sao lại đi trong rừng một mình thế kia? Tôi đang mang thức ăn đến cho bà ngoại. Bà tôi đang bệnh nặng, nhà bà ở cuối con đường mòn này. Cô bé quàng khăn đỏ lí nhí trả lời. Tên sói, không ai khác, hắn chính là tên sói xấu xa đó các em. Nghe thấy thế, liền lịch sự hỏi lại. Bà của cô sống một mình à? Ồ, đúng vậy, cô bé quàng khăn đỏ đáp. Và bà không bao giờ mở cửa cho người lạ đâu.
Các em nhỏ ơi, các em có nhận ra cô bé quàng khăn đỏ đã phạm không chỉ một mà tận hai sai lầm không? Cô bé không chỉ la cà khỏi con đường mòn mà còn trò chuyện với người lạ nữa đó. Cô bé đã vô tình khai với tên sói xảo quyệt mình đang đi đâu và gặp ai. Thật nguy hiểm làm sao. Hãy cùng nghe tiếp xem tên sói đang âm mưu gì nhé. Ồ, ra vậy. Tạm biệt. Biết đâu chúng ta sẽ còn gặp lại. Sói đáp. Rồi hắn lẻn đi và tự nhủ. Ta sẽ ăn thịt bà già trước, rồi nằm chờ đứa cháu gái đến nộp mạng. Cuối cùng, hắn cũng đến được ngôi nhà của bà ngoại nằm cuối con đường mòn. Tên sói gõ cửa. Ai đó? Bà ngoại nằm trên giường hỏi vọng ra. Là cháu đây, cô bé quàng khăn đỏ đây ạ. Vì biết bà đang ốm nên cháu mang tới cho bà ít thức ăn đây. Sói đáp lời, cố gắng hết sức giả giọng cô bé quàng khăn đỏ và giấu đi giọng ồm ồm của hắn. Cháu cứ mở chốt cửa và vào đi. Không nhận ra điều gì bất thường cho đến khi một bóng đen kinh khủng in trên tường phòng ngủ. Bà ngoại đáng thương. Sói nhảy xồ đến và há miệng nuốt gọn bà vào bụng. Chỉ chốc lát sau, có tiếng cô bé quàng khăn đỏ gõ cửa. Bà ngoại ơi, cháu vào nhà được không ạ? Tên sói đã choàng khăn của bà, đội mũ của bà và leo lên giường bà nằm. Hắn cố gắng giả giọng dịu dàng và run rẩy của bà để trả lời. Cháu cứ mở chốt và vào đi. Bà ơi, sao giọng bà ồm ồm thế? À, để chào cháu ân cần hơn đấy mà. Trời, sao mắt bà to thế? À, để nhìn cháu rõ hơn đấy mà. Còn tay bà, sao tay bà to thế? Cô bé quàng khăn đỏ tiến đến gần giường và thốt lên. Để ôm cháu chặt hơn đấy mà. Thế sao miệng bà to thế ạ? Cô bé còn thì thào bằng giọng yếu ớt. Để ăn cháu dễ hơn chứ còn gì nữa. Sói gầm lên và phóng xuống giường. Trong chớp mắt đã nuốt gọn cô bé. Và rồi với cái bụng đã no căng, hắn lăn ra ngủ khò. Trong lúc đó, một người thợ săn xuất hiện giữa rừng. Ông trông thấy ngôi nhà của bà ngoại và quyết định ghé xin ít nước. Ông đang rất vất vả tìm cách bắt một con sói lớn đang uy hiếp dân cư trong vùng, nhưng vừa để mất dấu nó. Người thợ săn chợt nghe thấy tiếng rít kỳ lạ dường như đang phát ra từ căn nhà kia. Ông hé mắt nhìn qua cửa sổ và trông thấy chính con sói đó với cái bụng căng tròn đang nằm trên giường bà ngáy vang. Tên sói, lần này nó chạy đâu cho thoát? Không một tiếng động, người thợ săn cẩn thận lắp đạn vào súng và khẽ khàng mở cửa sổ. Ông nhắm súng thẳng vào đầu tên sói và tên sói đã đi đời. Cuối cùng cũng diệt được mày. Người thợ săn sung sướng gào lên, mày sẽ không còn làm hại ai được nữa. Ông lấy dao mổ bụng sói ra và sửng sốt vô cùng khi trông thấy bà ngoại và cô bé quàng khăn đỏ chui ra, cả hai vẫn bình an vô sự. Ông đến đúng lúc lắm, bà ngoại lẩm bẩm, vẫn còn choáng váng trước những gì vừa xảy ra. Bây giờ cháu có thể an tâm về nhà rồi. Người thợ săn trấn an cô bé quàng khăn đỏ. Tên sói xấu xa đã tiêu đời. Con đường mòn không còn nguy hiểm nữa. Cô bé quàng khăn đỏ vẫn còn sợ run và ôm chặt lấy bà của mình. Một lúc sau, mẹ của cô bé quàng khăn đỏ chạy đến, thở không ra hơi. Bà rất lo
khi thấy con gái không về nhà. Khi trông thấy cô bé quàng khăn đỏ vẫn bình an vô sự, bà mẹ liền bật khóc nhẹ nhõm. Sau khi cảm ơn người thợ săn thêm lần nữa, cô bé quàng khăn đỏ và mẹ lên đường trở về nhà. Trên đường đi xuyên qua những hàng cây, cô bé nhắn nhủ với mẹ: "Chúng ta phải luôn đi trên con đường mòn, không được ngừng lại giữa đường. Làm đúng như vậy thì ta sẽ luôn được an toàn." Chà, các em thấy không? Vì quên lời mẹ dặn, cô bé quàng khăn đỏ đã không đi một mạch đến nhà bà mà ngừng lại giữa đường hái dâu, bắt bướm, hái hoa và cuối cùng là chạm trán với tên sói xấu xa. Nếu không muốn gặp những kẻ xấu như sói, các em nhớ đừng bao giờ la cà đến những chỗ lạ nhé. Đặc biệt, các em chớ đừng bao giờ trò chuyện với người lạ, vì biết đâu đó chính là tên sói giả dạng muốn hãm hại các em đấy. Câu chuyện của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ngoan với một câu chuyện khác cũng hay không kém nhé. Gieo mầm yêu thương, hạnh phúc đồng hành cùng con trẻ.